con À, Nguyễn Trung thay mặt cho đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả của kênh Sài Gòn Daily. Và ngày hôm nay rất là vinh dự khi đoàn được đến tham dự một ngày hội của trường Đại học Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là ngày hội ẩm thực không tiền mặt của Viettel tài trợ. Và rất là vinh hạnh, và đây là ngôi trường thứ hai mà đoàn biểu diễn trong cái tour diễn miễn phí cho trường đại học. Thì ngày hôm nay chắc chắn hứa hẹn một ngày rất là sôi động. Đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời sẽ quẩy hết mình cùng với tất cả những thành viên ở đây đây. Rất là đông, rất là sôi tụ. Thì mọi người nhớ đón xem nha mọi người. Quay mặt quá kiểu Mỹ. Mình đang là cái đang đưa vô mặt mình à. Anh quay đâu sau lưng không ạ? Anh biết quay miếng ha. Anh không kêu. Đến giờ là anh quay lén. Quay lén rằng là bóc phốt mình đó chị. Có khi nào quay lén gì vậy? Đi giờ đi. Quýnh ra ngoài đi. Vô người ta ơi. Vô hàng đó ạ. Này nó không cần hơn. Xin mời quý vị và ngay phía ngoài sân khấu chúng ta đây, đó chính là sự xuất hiện của đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Alo. Hay được rồi chị. Và lời nói đầu tiên là Kim Quyền cùng với tất cả các bạn của đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời hôm qua gửi đến tất cả các bạn sinh viên ngày hội thanh toán không dùng tiền mặt, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương như các bạn ơi, bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẵn sàng, chúng ta sẽ được nhận mỗi một bạn là một tờ lá vé nha. Đặc biệt, vé lô tô tặng miễn phí. Mỗi người nhận giúp cho Quyền một tà lá vé cầm trên tay. Chúng ta may mắn chúng ta sẽ được nhận qua tặng phẩm của ban tổ chức. Và ngày hôm nay, để góp vui với chương trình văn nghệ, thì ngay từ bây giờ xin mời tất cả những người đẹp của chúng tôi sẽ được tràn xuống phía dưới. Đó. Rồi, các bạn ơi, nghe Quyền nói nè, chúng ta lưu ý nha. Và mỗi một bạn chỉ nhận một tà lá vé thôi. Tất cả các bạn đều có vé hết, nên các bạn đừng có chen lấn và xô đẩy nha các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn ơi, cứ đứng im tại chỗ để cho có cái đường nhân viên, để các diễn viên có cái đường đi để phục vụ vé cho anh chị mình ha. Mình đừng có chen tới, mình có đứng xếp hàng đi rồi sẽ có nhân viên sẽ có đường để đi khác được nha chị nha. Tại vì mình đừng có chen như vậy là cái chữ cái xe ở chị mình ha. Rồi bây giờ các bạn ơi, mọi người nhớ nha, đứng tại chỗ các bạn nào mà có vé rồi đó, các bạn nhớ nha. Chúng ta dùng một cục phấn để chúng ta chép vào những con số. Và mỗi một tờ lá vé lô tô như thế, chúng ta có 60 con số được in trên tờ lá vé. Và đặc biệt 60 con số đó đại diện cho 60 con banh nằm trong lòng cầu. Và mỗi một con banh chúng ta bốc ra, chúng ta sẽ được hô ra những con số theo những phần, những bài hát, những câu ca. Và kết quả những con số đó thì chúng ta sẽ được gạch vào, chép vào làm dấu. Do là do hàng dọc, 3 số hàng ngang là chúng ta chờ đợi, 4 số là chúng ta may mắn đọc giải nha. Rồi, ngay từ bây giờ các bạn ơi, các bạn khẩn trương lên nha. Ai chưa có vé và chưa có phấn thì chúng ta nhớ hỗ trợ các bạn ở phía dưới. Rồi mình nhớ giơ tay nha, các bạn ơi, mình nhớ giơ tay lên nha. Rồi em thấy là có một vài thành viên đã được hết vé rồi đó anh chị nha. Đó, rồi bây giờ chúng ta chưa có phấn thì chúng ta giơ tay lên. Chúng ta có bút á thì chúng ta dùng bút hoặc là viết, chúng ta chép vào những con số mà chúng ta được chuẩn bị với những con banh đang được chuẩn bị được moi ra lòng cầu. Được chào mừng tất cả quý vị với một lời đầu tiên ngay từ bây giờ là rồi các bạn ơi, từ từ nha. Đó, bây giờ ai chưa có những phương tiện chúng ta gạch vào làm dấu những tà lá vé nè. Ai chưa có phấn và chưa có viết đây giơ lên nha, sẽ có nhân viên tặng phấn cho anh chị luôn. Rồi cho phấn bên đây nè, đây nè, nhung kế bên. Rồi ai chưa có vé lô tô mẹ. Rồi các bạn ơi, ai chưa có vé lô tô nè. Đây, Trung ơi, Trung, qua bên kia hỗ trợ các bạn bên kia chưa có vé lô tô kìa. Đó. Còn ai nữa?
Còn ai chưa có vé lô tô không ạ? Chưa vé mình nhớ giơ tay nha. Thiếu xíu nữa bên trên chúng em kêu rồi anh chị mình giơ tay thì bên trên chúng em không có phát vé được nha. Và các bạn lưu ý nha, mỗi tờ vé lô tô là chúng ta hoàn toàn miễn phí để đem đến cho tất cả các bạn sinh viên. Trường Giao thông Vận tải có một buổi trưa văn nghệ và vui tươi. Và bên cạnh đó chúng ta được nhận qua những phần quà đặc biệt của ban tổ chức. À, cũng như là đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời được đem đến cho các bạn trong một ngày cuối tuần như thế này. Và bây giờ các bạn ơi, chúng ta đã có vé sẵn sàng trên tay, giơ cao tay toàn là vé lên nào. Rồi, bây giờ Quyền sẽ được giới thiệu luật chơi lại một lần nữa cho các bạn nha. Rồi, sau khi mà thông qua giới thiệu luật chơi xong thì các bạn sẽ được bắt đầu chuẩn bị dò số nha. Các bạn ơi, các bạn chịu khó nhiệt quyền tí xíu nha. Đây là toàn là vé lô tô, trong đây là có 60 con số. Chúng ta dò số là dò số hàng dọc. Đó, ví dụ như Quyền kêu 10 gì đây, các bạn nhìn vô hàng 10, chúng ta dò từ trên xuống dưới. Ví dụ như 12 chúng ta gạch vô 12, hoặc là 15 chúng ta gạch vô 15, hoặc là hàng 3 chúng ta nhìn vô hàng 3, chúng ta dò là dò từ trên xuống dưới là dò hàng dọc. Và hàng ngang, 3 con số là các bạn chờ đợi, 4 con số là các bạn dơ cao tờ lá vé, chúng ta sẽ được ngưng ngay cuộc chơi số. Và bất kỳ hàng ngang nào cũng vậy nha, trong tờ lá vé dò là dò hàng dọc. Hàng ngang chúng ta có khoảng chừng là 3, 6, 9 đô hàng ngang. Bất kỳ hàng ngang nào trong 9 lô này chúng ta đều đầy đủ 4 số để chúng ta may mắn đọc giải nha các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn nắm gõ lực chơi như nào. Giao lời đầu tiên, mời tất cả các bạn bắt đầu chuẩn bị dò số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi mới
khỏi cái đây. Các bạn ơi, các bạn ơi. Chúng ta có bé màu vàng các bạn đâu rồi à? Rồi chúng ta xếp nhỏ lại, bỏ vô túi, đừng có bỏ xả rác nha. Đó, cùng nhìn các anh các chị đâu không? Chúng ta đang nhận tiếp tục tờ bé màu xám nha. Tờ chính đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ được bắt đầu đến với chương trình ca nhạc đặc biệt với các thành viên trong đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Các bạn ơi, và mỗi người nhận cho Quyền kim đồng và lá bé bồng lệnh Lô Tô tiếp theo. Và lá bé bồng lệnh này chúng ta có màu xanh. Và các bạn nhớ nha, và sau mỗi một bồng lệnh chúng ta dò xong mà chúng ta có ra nó được giải á, bé Lô Tô hoàn toàn miễn phí bạn ơi. Đó, bạn kia đưa tiền ra mua. Anh nói đây là một ngày hội thành công không dùng tiền mặt, vẫn đưa 10.000. Đất ơi, trời thích cái đồng Lô Tô đó. Sao à? Sao Pikachu phải không? Sao? Ai lớp dưới Pikachu không? Từ nha. Rồi, alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây Trung ơi, đây bé bên đây cho các bạn nè. Alo, Nhã Phi gọi Kim Quyền nói ngoài đó nghe có rõ không? À, Kim Quyền nghe gọi Nhã Phi ơi. Gọi được chưa? Bây giờ chúng ta cùng đến với tiếng hát đầu tiên trong đường Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Chúng ta cùng chào đón với tiếng hát người đẹp Nhã Phi. Một chào mừng tới đây. Từ khi quen anh, em đã biết mọi rồi. Vì những lúc bao nghe anh cười, em đã biết con tim yêu anh mất rồi. Người yêu ơi xin anh chờ về. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hoa thơm ấy trao em rồi. Em yêu phiêu thứ tha cho hồn đắm say. Cuộc tình ngày dài lâu, cùng sao vòng tay em mãi. Lòng cay đắng khi anh quên lỗi hẹn, lời yêu đầy thương anh đã quên. Nhưng lòng em đôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ anh đến, tình thôi xót xa. Cánh tay của các bạn đó ạ. Giữ yên cánh tay nha. Rồi giữ yên trong vòng 2 giây nữa. Tắt thở chị ơi. Cùng nhảy nha. Từ khi quen anh, em đã bị môi rồi. Vì những lúc không nghe anh cười, em đã biết con tim yêu anh mất rồi. Người yêu ơi xin anh chưa về. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơm anh trao em rồi. Em yêu phiêu thứ tha cho họ đắm say. Cuộc tình à dài lâu, ngủ sao vòng tay em ai. Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu lời thương em đã quên. Những lòng mãi nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ anh đến, tình thôi xót xa. anh nào biết anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua
sân khấu ta lòng thấy đắng khi anh yêu nói về lời yêu lời thương anh đã quên. Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ, chờ anh đến tìm thôi xót xa. Có ai lụm được cái cổ em đâu. Bây giờ qua là tiếng hát Nhà Vi với ca khúc Tình Thôi Xót Xa. Và bây giờ trên tay các bạn đã có tặng vé màu xanh chưa? Tất cả các bạn có vé màu xanh, chúng ta dò số ngay từ bây giờ. Mến chúc tất cả các bạn một lần nữa gặp nhiều may mắn. Có thể là số nào đẹp hay không? Dò số đó anh chị mình nha. Số gì đây? Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết những chiếc vòng quay, những chiếc hôn cùng chồng, những dòng tin nhắn mỗi đêm là lời. Em biết bây giờ anh đã có một người mong nghe ra giọt tôi dù còn ba gì đây ba gì đã ba gì đây ba gì đã.